tham gia đi con, trẻ lắm rồi. Dạ thưa mẹ, con đi học mới về nên mẹ với chị đi làm về sớm ạ. Bữa nay trời nắng quá nên mẹ với chị hai đi làm về sớm bữa đó con. Thôi con vô con rửa tay với rửa mặt rồi ra đây ăn cơm, trễ quá rồi. Ngồi xuống ăn cơm đi con. Bữa nay đi học có gì không nè, kể cho nghe coi. Dạ, bữa nay trường con vừa thông báo chọn tổ hợp thi tốt nghiệp 12 với xét tuyển đại học đó mẹ. Thôi, vậy cứ vừa đó qua hàng bên đi. Lo ăn cơm đi, chiều còn đi học nữa, trễ lắm rồi. Con nè, chị thấy các con đó nên cố gắng học tiếp đi. Rồi á, thấy môn gì á giỏi á thì mình cứ đăng ký đi thi. Chứ chị và mẹ đâu có rành đâu con. Tôi nói hai chị em lo ăn cơm mình cứ đi. Con Chu chiều còn đi làm với tôi, con còn đi học đó. Học xong 12 là nghỉ, để đi làm lo cho gia đình. Chứ học đại học rồi tiễn nào mà lo nội lo, mà học tới 12 là tôi cũng cực khổ dữ lắm rồi đó. Mà mẹ, con thấy đi làm thì có tiền thiệt đó, mà bữa có bữa không, kinh tế thì không ổn định, sao mà lo nổi cuộc sống sau này hả mẹ? Tôi nói vậy cái chuyện này qua bên nè, lo ăn cơm để chiều còn đi học nha, không nói nữa nha. Mẹ, con thấy mẹ với con nên cố gắng lên cho con đi học đi. Sau này con thành đạt á, mẹ con mình khỏe hơn không? Khỏe khỏe hơn không? Mình đã lo hai mẹ với con lo là làm cực lực để lo cho nó học tới 12 là đuối lắm rồi đó. Bây giờ lo nó học thêm 4 năm đại học mà nhà lại không có tiền đi mà thuê mà mướn không à. Học xong 4 năm đại học ra rồi nó không có công ăn việc làm. Lúc đó nợ nằm tùm lum có nước mà cạch đất mà ăn chứ khỏe cái gì. Tôi nói rồi, học xong là nghỉ học lo đi làm cho tôi, tới đâu tính tới đó không bạc cái nữa nghe không? Mà mẹ, mẹ với chị gán lo cho con đi học đi. Sau này con ra trường con kiếm một cái công việc nào đó ổn định, phụ giúp với mẹ với chị, cho mẹ với chị đỡ vất vả hơn. Đúng rồi đó mẹ, con nói đúng đó, mẹ suy nghĩ lại đi mẹ. Không có đúng gì chân á. Nói vậy, dọn cơm đi, không cần muốn gì nữa chân á. Ơi, chiều tới lo lặt cái gỗ rau, không chiều mà luộc rau ăn nữa. Hôm nay không có đi làm được nữa. Chị mát quá, chị tôi với chị đi dạo mát rồi chồng con trong mắt em. Trời ơi, chị Năm với chị Tám, ghé nhà chơi chút phải về chị còn sớm mà. Ngồi 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 ngồi, ngồi đi chơi chút phải về chị. Chơi chút xíu rồi về. Ngồi đi chị. Chiều ăn trời ơi, lặt mớ rau đặng chiều luộc ăn là chị ơi, chứ có làm gì đâu, bữa nay chị sớm. Chị, hai chị nhìn thử coi sớm mình bây giờ nóng nước hơn, nóng nước mà tôi mới về phải không nha chị? Đúng rồi đó. Phải rồi chị, trời ơi, cũng là gần tới chục năm rồi, phải thay đổi chứ chị, phải đi lên chứ. Tụi nhỏ giờ nó cũng lớn, mà nó học hành cũng giỏi. Con tôi nè, năm nay nó sắp tốt nghiệp 12, mà giờ tôi đang gầu. Tôi không biết cho nó học cái ngành gì giờ bà Tám ơi. Vậy hả chị? Trời ơi, cái bà này nghe, con mình nó thích học cái gì thì mình cho nó học cái đó, chứ sao mà ép nó được. Như thằng Tuấn con tôi đó, nó học giáo viên á, thì tôi cũng ủng hộ nó luôn. Mà nghe đâu với chi phí rồi cũng nhẹ lo lắm hả chị? Vậy đó hả chị, nhẹ lắm hả chị? Trời ơi, cũng mừng ha. Cái bà này tôi nói thiệt, bà là quá dễ. Con cái á, là mình phải lựa cho nó cái nghề tốt. Mình là người lớn, mình phải dặn được, chứ đâu phải muốn cho nó học cái gì học. Mà chị nén lên cái dự định gì cho ông Phan nhà chị chưa vậy? Trời ơi, nói thiệt với hai chị á, tôi chưa có dự định gì cho nhỏ ghế út tôi hết trơn á. Chị thấy rồi đó, nhà tôi có ai học cao đâu, có ba mẹ con à, ổng thì mất sớm nữa rồi á. Tôi với con nhỏ ghế lớn lo đi làm thuê làm mướn cho con út nó đi học, mà tôi chỉ gán lo tới 12 nào thì mới hồi sáng này nè. Nó đi về nói tôi là nhà trường gửi cái giấy xác nhận tổ hợp gì để mà học 12 vào bên ngành đại học. Chứ đâu tôi nói, tôi đâu có hiểu. Tôi nói thôi dẹp dẹp dẹp, học xong 12 là nghỉ, đi làm với tôi với chị hai nó cho gồi, chứ tiền đâu mà lo cho đi học đâu hai chị. Anh thằng Thiên Đụng ơi, cái bà này làm thuê làm mướn biết chừng nào già nổi chị. Chứ không có tiền sao lo chị. Đúng rồi đó chị ơi, nói gì nói chứ tôi đồng ý cho con tôi nghỉ học đâu, mà tôi bắt nó học cái ngành kỹ sư. Mà Tám biết không, cái ngành đó nó bao làm giàu dữ lắm bà Tám ơi. Trời ơi á, hai chị
á, là hai chị có tiền, hai chị lo cho hai con có hai chị đi học được. Còn tôi nè, có ba mẹ con à, không có ruộng đất nữa. Tôi với con mà nhỏ cái lớn á, lo cho con Út đi học mà tới 12 cũng là cực lực dữ lắm rồi đó. Tôi đuối lắm rồi mà tôi nghe nói là học xong 12 nha, ra trường rồi chọn không biết có đúng ngành nghề đâu, có công việc. Mà nếu cho nó đi học cái nghề á, mình cũng phải có tiền lo. Rồi ra mình không có mặt bằng để mà mở cho con mình nó làm thì cũng như không, đâu có phát triển được chị. Thôi nghỉ học đi làm với hai mẹ con tôi. Thôi chị gắng lo cho nó học đi, biết sau này đó nó thành đạt, nó đổi đời. Cũng như con lấy số vậy đó chị. Chưa tới 4 giờ chiều á là đâu mấy ai biết chợ không ai đâu chị. Phải không? Mẹ đẹp ơi, bà Tám ơi, bà nói đúng ý tôi nha. Mà tôi nói chị nghe nè, con phên nhà chị hôm nay mấy chị này làm gì làm chung nhà chị lên mà đông rồi vậy, chị xôn xao vậy, không có lo được rồi chị ơi. Chị tức cái bà này nãy giờ tôi nói dữ lắm mà không có nghe gì cho tức muốn chết luôn vậy đó. Ai ra kìa kìa kìa, tôi cắn bộ kìa, khỏi khỏi bàn cãi gì chân nè. Cô xuống đây nói cho người chỗ đây hiểu rõ đi. Dạ dạ, tôi mời con ngồi chị. Dạ dạ. Mấy chị làm gì ngồi đây mà em thấy vẻ mặt của mấy chị vừa cười vừa căng vậy? Tụi chị á, đang nói về vấn đề học tập của tụi nhỏ. Mà cái chị nét lên này nè, một bậc nha, là bác cho con phone với ông bà học hết 12 là nghỉ đi làm thuê làm mướn. Không cho nhỏ học lên thêm. Chị với bà Tám nói đây chờ quá trời mà không nghe. Khổ muốn chết là tiền đâu mà lo. Không hiểu gì trơn. Chị, hiện tại cái việc học hành của các em học sinh đó chị đang được nhà nước quan tâm và đầu tư đó chị, thông qua các cái chuỗi hoạt động hướng nghiệp nhằm giúp cho các em có thể lựa chọn được các cái nghề phù hợp đó chị. Tôi nói cho chị đây hiểu rõ cái tầm quan trọng của việc học của tụi nhỏ đi, chứ nãy giờ nói mà không có nghe gì hết trơn. Khô cả. Dạ chị Linh, hiện tại là chị đang làm cái nghề gì? Dạ cũng nói nào nghe với cô á, là tôi có ba mẹ con à, không có ruộng đất gì trơn á. Tôi với nhỏ cái lớn á, gán lo cho đi làm thuê làm mướn, lo cho con Út nó học tới lớp 12 là cũng vất vả lắm rồi đó cô. Rồi tôi đâu có tiền có bạc gì mà để mà cho con tôi nó vào đại học đâu. Vào đại học tiền đâu lo cho nó được cô, khổ lắm. Chị, hiện tại địa phương mình có cái chương trình vay vốn từ ngân hàng chính sách đó chị. Nếu mà chị cho con chị nó tiếp tục vào đại học á, là chị sẽ được vay 20 triệu từ nguồn học sinh sinh viên đó. Mẹ ơi, vậy đó hả cô? Dạ. Trời, tôi đâu có hay biết vụ này đâu à. Dạ. Cô cho tôi hỏi thêm coi, nếu như mà con Út nhà tôi nó thi đậu lớp 12 rồi nó vào đại học á, rồi nó được cái ngân hàng chính sách xã hội gì đó hỗ trợ dây vốn mà dây cả một cái giai đoạn, hay là chỉ dây có một học kỳ không vậy cô? Dạ chị, đối với dây vốn ngân hàng chính sách đó là chị sẽ dây từng cái học kỳ, mỗi học kỳ là chị sẽ dây 20 triệu, từ ngón chị sẽ dây 20 triệu, nếu mà con chị học đại học đó, là chị sẽ được dây tiếp có 8 học kỳ đó chị. Mẹ ơi, là dây được tới 8 học kỳ là được hết thời gian con tôi nó học luôn đó hả con? Dạ dạ. Vậy chứ cô cho tôi hỏi thêm cái coi, nếu như mà con tôi mà nó đậu đại học rồi á, thì tôi phải cần có cái giấy tờ gì để mà tôi làm hồ sơ và tôi phải liên hệ với ai để mà tôi dây vốn cho con tôi đi học đại học chị cô? Dạ chị, về dây vốn ngành chính sách đó, về cái hồ sơ đó là khi con chị đậu đại học á, có cái giấy xác nhận của nhà trường nơi con chị đang học đó, chị đem cái giấy xác nhận đó về chị gặp chị Cúc đó chị. Cô nói cô Cúc có số mình đó hả? Dạ. Trời ơi, cô Cúc là tôi biết mà. Chị Cúc hiện giờ chị Cúc đang làm tổ trưởng tổ dây vốn của ấp mình nè chị. Dạ. Dạ, chị lấy cái giấy xác nhận đó, chị về gặp chị Cúc. Rồi mọi cái thủ tục chị Cúc sẽ hướng dẫn chị làm nha. Dạ dạ, mà tôi hỏi thêm cùng câu nha. Cái gì dây vốn đó, lãi suất nó mới cao không ạ? Chứ nhà tôi toàn bằng thuê bằng mướn thôi mà đâu có tiền đâu mà đứa lãi cao quá sao tôi đóng nổi với cô? Dạ chị, về vay vốn của ngành chính sách mà về chương trình học sinh sinh viên đó chị, chỉ có lãi suất là 6.6% trên một năm thôi đó chị. Rẻ dữ gì đó hả con? Dạ dạ dạ. Trang ơi, tôi mới biết đó nè. Cô sẵn đây á, cho tôi hỏi luôn mà, rồi cái việc học nghề á của ở địa phương mình sao? Sẵn đây á, chị có con gái lớn á, chị cho nó đi học nghề luôn đi, để sau này hai mẹ con đỡ vất vả hơn. Trời ơi, nãy giờ cô nói Út của tôi mừng quá, tôi quên nhỏ cái lớn tôi tiêu. Còn nhỏ cái lớn nữa cô. Anh thằng Thiên Đụng ơi, mấy chị à, mấy chị đứng nói chuyện có mỏi chân không? Mời vô ghế coi, sẵn nói chuyện cho cô nghe luôn. Cô vô nghe cô nói tôi mừng quá trời, cái tôi quên tiêu nhỏ cái lớn luôn à. Cô, tôi còn nhỏ cái lớn nữa. Đi mà thuê mà mướn tay đó nó nghỉ học sớm để mà tiếp tôi lo cho em nó đi học cô. Cô cho tôi hỏi cái ở xã mình đó,
có mở cái lớp gì không để tôi cho con tôi nó đi học, đoạn sau này nó có cái tay nghề nó làm phụ giúp tôi cho gia đình ổn định không đó cô? Dạ chị, bên cạnh dây vốn ngân hàng chính sách thì địa phương còn có cái chương trình là đào tạo nghề giới thiệu việc làm đó chị. Còn về đào tạo nghề lắm, hàng năm địa phương của mình liên kết với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên để mở các lớp nghề ở tại địa phương đó. Vậy đó hả cô? Dạ. Cô, tôi hỏi nhỏ cô cái những ngày ngại quá. Cái này học á, nó có tốn tiền không à? Chứ hai mẹ con tôi đi bằng thuê bằng mướn không à, mà nếu mà học mà đóng tiền á, đâu có tiền đâu đóng, cô còn lo cho Út đi học nữa, khổ lắm. Dạ, đối với dây vốn ngân hàng chính sách đó là đối với khi mà chị học nghề á, là chị khi đăng ký đó là chị được hoàn toàn miễn phí các học phí trong thời gian học nghề luôn đó chị. Dạ. Miễn phí hả cô? Dạ, đặc biệt hơn đó chị. Ngoài ra chị còn thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và dân tộc thiểu số, trong đó có dân tộc người Khmer, thì chị còn được nhận 30.000 đồng trên một ngày nữa đó chị. Trẻ bé ơi, đi học mà được hỗ trợ tiền hả? Dạ dạ. Trời ơi, chị có đó thì tốt quá rồi. Mà cô, tôi hỏi thêm một cái coi, địa phương của mình á mở những cái ngành nghề gì mà để cho các em nó học như là con gái tôi nè, để tôi biết rồi tôi kêu nó rủ mấy đứa bạn cùng sớm á cho đi tham gia học nghề cho nó đông đó cô. Dạ chị, ở địa phương mình có các cái nghề đó chị, nghề là nghề làm tóc hiện đại nè, máy công nghiệp nè, làm qua giả nè, đang giỏ nhựa và bó chổi nữa đó chị. Nhiều dữ vậy đó hả? Ừ. Chị ơi, có đó các chị. Các chị biết chị là bà con của cô Tư Nhân ấp B không? Biết thôi. Dạ, năm ngoái đó em có giới thiệu cho chị đó tham gia vào cái lớp làm qua giả đó. Khi trong thời gian học á, chị đã có những tay nghề và bây giờ chị đang bán trên các trang mạng Zalo, Facebook là chị khởi nghiệp từ cái nghề làm qua giả luôn đó chị. Vậy hả cô? Dạ. Cô khỏi thêm tự cách đâu có biết. Ví dụ như là tôi học trồng rau nè, người chăn nuôi nè, địa phương mình á, có mở mấy cái lớp đó không vậy? Có chị, ngoài những cái lớp mà em giới thiệu với chị nãy đó là ngoài ra còn có cái lớp là trồng rau màu nữa đó chị. Trời ơi, nhiều dữ vậy đó hả? Dạ. Chàng ơi, cái chính sách hấp dẫn quá. Hay là chị cho con gái Út đi học đại học, chị với con gái thứ hai đi học nghề. Dạ, được không con? Được đó chị. Được hả? Được, theo độ tuổi của các chị là tham gia học lớp nghề vẫn được. Chàng ơi, nói nào nghe nói thiệt với cô với là hai chị đây nè. Cô thấy rồi, gia đình tôi khổ quá đi, tôi có nghĩ là có hai ba mẹ con à, mà để mặt thuê mặt mướn mà cho con tôi đấy đi mà để học đại học đấy, đâu có tiền lo. Mà giờ mà được nhà nước á, tôi nghe cô Minh mà giải thích mà được nhà nước hỗ trợ cho mình để dây vốn rồi tạo điều kiện cho con mình đi học, với là tôi đã hiểu rồi, tôi cũng mừng lắm. Thôi tôi gán á, hai mẹ con tôi gán lo cho con nhỏ đi học đại học, còn con nhỏ lớn á, tôi cho đi học nghề rồi tôi có đi học với nó luôn, về cái mẹ con cùng làm để phát triển kinh tế gia đình ổn định hơn đó cô. Dạ mấy chị ơi, sẵn đây á. Sao cô? Hai ngày nữa ở xã của mình á, có tổ chức cái buổi truyền thông hướng nghiệp đó chị, do trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên phối hợp với phòng lao động thương binh xã hội huyện cùng ngân hàng chính sách xã hội huyện đến đây để tổ chức truyền thông hướng nghiệp cho các em nằm trong độ tuổi phổ thông với các em chuẩn bị thi tốt nghiệp 12 đó các chị. Vậy đó hả cô? Dạ. Nhập định hướng cho các. Thì sẵn đây nè, có chị Tám nha, chị Năm với chị Nắng Linh nha. Bữa đó mấy chị nhớ của các chị em trong xóm mình đông đông nha, đến để mình nghe và hiểu được các chính sách nha các chị. Dạ dạ cô. Cô yên tâm đi, tới bữa đó tôi rủ hết các chị em đi dự chương trình, ngoài các chị em tôi còn rủ cho những em mà đi đang học ở trung học phổ thông nè. Dạ. Tức là các em 12 sẽ tham dự cái buổi truyền thông đó, cô cứ yên tâm đi. Dạ, cái vụ mà mời này nè, để tôi với bà Tám lo, các bộ cứ yên tâm. Dạ cảm ơn hai chị nha. Dạ cảm ơn chị. Dạ 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 cảm ơn chị nha. Cô Minh cho tôi hỏi thêm một cái coi. Cô nói mà hai ngày nữa ở với xã của mình mà tổ chức cái truyền thông hướng nghiệp gì đó, mà có nội dung của họ mình truyền thông về cái gì vậy cô? Cô nói đi cho tôi hiểu, cái tôi nói lại với mấy chị em trong xóm á, có con em đang học á, rủ đi đông cho nó cái buổi nó đông cô. Nhằm thực hiện chương trình giáo dục hướng nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, nhằm đưa những thông tin cũng như các chính sách đến với cho các em học sinh, sinh viên để các em có thể tiếp tục trong công việc học vấn và chương trình đào tạo nghề đối với những người nghèo và những người đang sinh sống trên địa bàn, có thêm sinh kế bền vững, tạo thêm thu nhập và tăng thêm thu nhập trong cuộc sống đó chị. Ô, cô nói vậy là hay quá mà thôi, cái nội dung nó hơi dài quá tôi cũng nghe rồi tôi quên. Cô nói ngắn gọn cái chủ đề đi, để tôi nói với mấy chị rủ đông lên để dự cho đông cho cái buổi đó, đó được nhiều cái đó mà người biết nữa đó cô. Nội dung truyền thông với chủ đề thực học thực hành. Vừa
hưởng khởi nghiệp sáng tương lai. Phần tiểu phẩm của phần tiểu phẩm đến đây là kết thúc. Xin kính chúc ban tổ chức, quý vị đại biểu, quý vị khách mời cùng các đơn vị về tham dự chương trình hôm nay dồi dào sức khỏe. Chúc chương trình diễn ra thành